Cầu thủ dự bị 26 tuổi Hoàng Hee-chan đã ghi một bàn thắng cực kỳ quan trọng giúp tuyển Hàn Quốc ngược dòng đánh bại Bồ Đào Nha 2-1. Và ngôi sao Son Heung-min là người đã tung đường kiến tạo giúp Hàn Quốc lần thứ 3 trong lịch sử giành quyền vào vòng 1/8 World Cup. Hoàn tất màn ngược dòng, Hàn Quốc dù có cùng 4 điểm với Uruguay nhưng đại diện châu Á có vị trí nhì bảng H nhờ hơn về hiệu số bàn thắng. Về pha lập công, Hoàng cho biết khi Son có bóng, anh tin rằng Son Heung-min sẽ truyền bóng cho anh. Cầu thủ này đồng thời cho biết huấn luyện viên và đồng đội đã truyền cho anh sự tự tin khi chuẩn bị bước vào trận đấu. Trong khi đó, nguồn cảm hứng số 1 Son Heung-min một lần nữa đã phải chia sẻ sau trận trong nước mắt. Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Các cầu thủ của chúng tôi đã cố gắng chạy thêm một bước nữa, hy sinh bản thân và điều đó cho phép chúng tôi đạt được kết quả tốt. Những gì chúng tôi đạt được ở đây thật đặc biệt. Tôi rất tự hào về các đồng đội của mình. Lọt vào vòng 1/8 là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức trong mọi trận đấu, nhưng bạn không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra trong bóng đá. Phần thưởng cho nỗ lực tuyệt vời của Hàn Quốc là cơ hội so tài với ứng viên vô địch hàng đầu là tuyển Brazil tại vòng 1/8. 4/7 bàn thắng gần nhất mà Hàn Quốc ghi được ở World Cup là từ phút thứ 90 trở đi, đã giúp họ đánh bại cả tuyển Đức và mới nhất là Bồ Đào Nha. Thời điểm bóng lăn ở trận Hàn Quốc-Bồ Đào Nha, đồng hồ ở xứ Kim Chi báo đã chuyển sang rạng sáng của ngày mới. Người hâm mộ Hàn Quốc có đêm trắng đúng nghĩa. Họ như quên đi cái lạnh đến thấu xương ở thủ đô Seoul và tận hưởng niềm vui chiến thắng. Ở quảng trường Gwanghwamun có khoảng 17.000 khán giả. 1.200 người hâm mộ tập trung ở nhà thi đấu trước sân Suwon World Cup, tỉnh Gyeonggi. Khoảng 300 người ngồi xem ở một sân bóng tại Incheon, cùng ca khúc Khải Hoàng với thầy trò huấn luyện viên Paulo Pento.